Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, dự án khu dân cư Tân Thịnh, tỉnh Đồng Nai, nơi xây dựng 680 căn nhà trái phép do công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Vì dính đến nhiều sai phạm nên hiện đa số biệt thự, nhà liên kế đều đang bị bỏ hoang. Đây là dự án bị Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi. Dự án này có vị trí nằm ở ven suối, xung quanh nhiều cây cối mát mẻ, cộng thêm chủ đầu tư đưa ra nhiều ưu đãi nên khi dự án ra bán, nhiều người dân đã chi ra từ 1,8 tỷ đến 3 tỷ đồng để sở hữu nhà liên kế, biệt thự. Dù vậy, đến nay đa số người dân vẫn chưa được nhận nhà vì dự án vướng mắc sai phạm. Trên thực tế, dự án này được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận địa điểm đầu tư vào tháng 9 năm 2016 và đến tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Từ năm 2018 đến năm 2020, dù chưa thực hiện xong thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa được cấp phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng trái phép 680 căn nhà, gồm 198 biệt thự, 290 căn liên kế và 192 căn đang xây dựng dang dở. Ngoài ra, hạ tầng giao thông, công viên cũng đã được triển khai hoàn thiện. Ghi nhận của phóng viên, dự án này khá hoang vắng, ít có người qua lại. Toàn bộ dự án có lác đác vài ba bảo vệ trông coi, tuần tra để đảm bảo an toàn, tránh người lạ ra vào dự án. Những căn biệt thự, nhà liên kế đã xuống cấp, sơn tường hoen ố, nhạt màu so với trước. Ngoài ra, ổ điện, trụ điện, đường xá đang dần xuống cấp. Nhiều khu vực cỏ mọc tùm, giăng kín lối đi, lan rộng ra khắp nơi trên vỉa hè trông nhếch nhác. Những tấm biển quảng cáo chào mời về những tiện ích, ưu điểm của dự án cũng bị gỡ bỏ hoặc xóa mờ. Được biết, vào tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành kết luận thanh tra dự án và mới đây nhất vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án xây dựng 680 căn nhà trái phép xảy ra tại dự án để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.